Tại lễ ra mắt ngày hôm qua thì bên cạnh cái chiếc Galaxy Note 4, Samsung còn giới thiệu một sản phẩm mới mang tính cách đột phá nhiều hơn, đó là Samsung Galaxy Note Edge. Đây là một sản phẩm có cấu hình giống như Galaxy Note 4, tuy nhiên lại có một điểm khác biệt rất là rõ ràng, đó là nó có một cái phần viền màn hình có thể uốn cong được. Điều này không có nghĩa là bạn có thể bẻ nó ra làm đôi hay là gấp lại làm hai phần, mà thực tế là chúng ta có một cái phần màn hình ở bên phải nó cong, mềm mại hơn và chúng ta có thể hiển thị được một số thông tin mà không smartphone nào có thể làm được. Ở đây người dùng có thể là thiết lập các cái phím tắt mà cái ứng dụng mình hay sử dụng. Thậm chí nếu bạn mở camera lên thì chúng ta sẽ có một khu vực điều khiển camera rất lạ ở bên trên, như là bấm chụp hình, đưa vào phần setting, vân vân. Đây là những cái điều mà thường để chúng ta sẽ bấm trực tiếp ra màn hình. Nhưng với Galaxy Note Edge, chúng ta có thể hiển thị được ngay ở phần viền màn hình nhỏ này. Nó có độ phân giải là 160 pixel. Nhìn từ một phía nào đấy thì Galaxy Note Edge giống hệt với Galaxy Note 4. Tuy nhiên thay vì được làm bằng từ kim loại cao cấp thì nó lại làm bằng nhựa mà thôi. Có lẽ làm như vậy để phù hợp với cái việc là uốn cong cái phần màn hình của máy. Dù làm bằng nhựa nhưng cảm giác cầm nắm tay vẫn rất là chắc chắn và tuyệt vời. Và có một điểm khác nữa là cái phím nguồn được di chuyển lên bên trên đỉnh máy thay vì ở bên hông giống như là Galaxy Note 4. Nó sẽ khiến cho máy khó bấm và thao tác hơn. Ở bên dưới chúng ta vẫn có một chiếc bút S Pen và sử dụng như bình thường. Đối xử với nó giống hệt với Galaxy Note 4 với các tính năng thông minh tương tự. Trong lúc trải nghiệm thì Android Center có nói rằng thật khó để có thể cầm được cái chiếc Galaxy Note Edge này bằng tay phải mà không vô tình chạm vào cái phần viền cảm ứng ở bên hông, tại vì nó rất là nhạy và có vẻ như là Samsung vẫn chưa phát triển được một công nghệ nào để giúp cho nó có thể nhận ra được cái sự khác biệt là người dùng cố tình đụng vào hoặc là vô tình đụng vào. Ở đây thì người dùng có thể thay đổi các cái ứng dụng mình sử dụng yêu thích có biểu tượng dấu sao để chuyển đổi nhanh giữa các ứng dụng này. Ở đây thì Samsung có thêm vào một số cái cài đặt tùy chỉnh dành riêng cho cái panel này và người dùng có thể thêm các cái panel tắt như là hiển thị vào các ứng dụng này. Chúng ta có thể xem thông báo cuộc gọi tin nhắn nhỡ, xem được cái Twitter, thông báo về sức khỏe của S-Health hay là một số cái tin tức thời tiết cũng như là lịch sự kiện trong ngày. Và Samsung có nói rằng với cái viền cảm ứng ở bên hông thì chúng ta có thể chạy đa nhiệm một cách tốt hơn. Tức nghĩa là người dùng vừa có thể xem được những gì đang diễn ra trên toàn màn hình nhưng mà vẫn có thể chuyển qua lại giữa các ứng dụng bằng cách chúng ta việc chạm vào và nó có thể chuyển qua giữa các ứng dụng rất là nhanh mà không nhất thiết là phải che lại một phần màn hình bằng cách bấm phím đa nhiệm giống như trước đây vẫn thấy trên các thiết bị. Với cái panel này thì chúng ta chỉ cần bấm và giữ các biểu tượng và kéo nó vào thì lập tức chúng ta sẽ có một cái thanh các ứng dụng yêu thích và chúng ta có thể sử dụng được ngay. Tuy nhiên thì không biết trong tương lai Samsung có ý định là mở rộng nó đối với các lập trình viên khác hay không. Ví dụ như là mình vừa dùng Facebook hoặc là dùng một số ứng dụng khác, nó có thể đẩy thông báo liên tục hay là chơi game có một số cái phím bấm cảm ứng thì sao. Hiện nay thì chúng ta vẫn chưa biết được là trong tương lai sẽ làm gì. Tuy nhiên thì thay vì một cái sản phẩm làm từ kim loại cao cấp như Galaxy Note 4, chúng ta sẽ đổi lại là một sản phẩm làm từ nhựa ít sang trọng hơn nhưng có một màn hình mang tính chất đột phá hơn. Samsung bán cái chiếc Galaxy Note Edge này ở trên một số cái thị trường nhất định chứ không phải là bán ở khắp tất cả quốc gia trên toàn thế giới. Như vậy đây lại là một cái sản phẩm mang tính chất gọi là đột phá trong công nghệ để Samsung dẫn đầu về xu hướng. Còn thực tế nó có sử dụng có hữu ích hay không thì chúng ta phải chờ đợi đến khi bán ra chính thức và do người dùng tự đánh giá. Vậy thì các bạn sẽ thích một cái sản phẩm giữ nguyên cấu hình giống như Galaxy Note 4 nhưng mà thay vì làm bằng kim loại thì nó sẽ làm bằng nhựa với một màn hình độc đáo, hay là các bạn vẫn thích một chiếc Galaxy Note 4 truyền thống hơn? Video này được thực hiện bởi chính Android Central. Các bạn thể truy cập vào link ở bên dưới video để xem video gốc. Hẹn gặp lại các bạn trong video.